Thưa quý vị, lối sống lành mạnh, chú trọng trong từng bữa ăn đầy đủ dưỡng chất là điều mà các gia đình đang hướng đến. Như vậy, một sản phẩm trong xu thế tiêu dùng mới phải được hài lòng bởi nhiều yếu tố, đó là mới lạ, tiện lợi, chất lượng cao, đạt vệ sinh và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không chỉ là thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu mà lối sống lành mạnh cũng cần được kết hợp với nhiều yếu tố khác nữa. Vậy thì các yếu tố đó là gì? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia ngay sau đây nhé! Bây giờ thì hầu hết mọi người chúng ta đều quan tâm đến cái vấn đề dinh dưỡng, chú trọng rất là nhiều. Trong đó người ta hay thường nói đến một bữa ăn lành mạnh, đầy đủ. Thì thế nào là một cái dinh dưỡng đầy đủ, lành mạnh? Đó là một dinh dưỡng mình phải ăn đúng bữa, đúng giờ, đúng cữ. Cái thứ hai nữa, mình phải lựa chọn thực phẩm là đa dạng, đầy đủ trong 4 nhóm thực phẩm. Có đầy đủ cả tinh bột, có cả đạm, có cả chất béo, và cái một thứ rất là quan trọng không thể thiếu đó là rau xanh và trái cây. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải uống đủ nước. Cái lượng nước mà chúng ta nạp vô người thì ưu tiên nhất vẫn là nước lọc. Còn sau đó nữa sẽ là nước trái cây, nước ép trái cây, và nên hạn chế những cái loại như là nước ngọt hay là rượu bia. Thì khi mà chúng ta ăn uống một cách đa dạng và đầy đủ các nhóm thực phẩm như vậy, và cái điều quan trọng nhất nữa đó mà chúng ta thường hay bỏ quên, đó chính là vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là bảo quản thực phẩm đúng cách, thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái hệ dinh dưỡng đầy đủ và khỏe mạnh. Tâm lý tránh chủ quan là một, cái thứ hai nữa là bảo tồn những cái thói quen tốt mà mình đã tái lập được ở trong cái đợt dịch Covid này. Đây là một điều rất là quan trọng. Cái thứ hai là mình làm mạnh mình lên. Trước đây thì mình đã qua cái đợt dịch này thì mình biết cách là mình nâng sức của mình lên, bồi dưỡng cơ thể của mình để có được một cái hệ miễn dịch tốt bằng cái chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, rồi tập luyện để giữ cho cái sức khỏe của mình tốt như vậy. Như vậy thì cái đời sống tâm lý, cái đời sống tinh thần đó mình sẽ phải bồi dưỡng hàng ngày, chứ không phải mình chỉ tập để cho nó nâng lên mấy chục ký của mình, mà phải tập để cho cái tinh thần của mình càng ngày càng mạnh. Mạnh đó thì cái quan trọng là mình sẽ phải học cái cách để có được cái tư duy mà tích cực, tức là mình nhìn vấn đề nó theo cái chiều hướng nó tích cực, hạn chế bớt những cái ý tưởng tiêu cực. Vì cái ý tưởng tiêu cực nó càng du nhập vào mình thì mình sẽ làm cho cái năng lượng tích cực của mình càng ngày càng bị xói mòn, càng ngày làm cho mình yếu đi. Cho nên nó là luôn luôn mình phải giữ cho cái tinh thần của mình tích cực. Cẩm Tú hy vọng qua những tư vấn này, mỗi gia đình chúng ta sẽ dần thay đổi từ những điều nhỏ nhất để làm sao nhân rộng lối sống lành mạnh ra cộng đồng. Làm được như vậy thì mỗi người sẽ tự nâng cao được sức đề kháng cho cơ thể, tạo hệ miễn dịch tốt để phòng chống lại dịch bệnh, nhất là khi chúng ta vừa phải trải qua một cơn đại dịch Covid-19 đầy khó khăn. Và một tư vấn tiêu dùng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình dạo quanh thị trường tuần này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại và cập nhật những thông tin của quý vị vào lúc 17 giờ tối Chủ nhật tuần sau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.